Hi Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất bên ngoài không gian. Mặc dù thiên thể này không tự phát sáng, nhưng ánh sáng phản chiếu từ mặt trời giúp mặt trăng tỏa sáng vào ban đêm. Nhìn ở trái đất, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh mặt trăng. Dường như hình ảnh bề mặt của nó không thay đổi do mặt trăng bị trái đất khóa thủy triều. Một mặt của nó luôn hướng về phía trái đất, mặt còn lại hướng ra bên ngoài. Sự thay đổi duy nhất mà chúng ta thấy đó là các pha mặt trăng. Vậy có bao giờ bạn đặt câu hỏi ngược lại rằng khi con người đứng trên mặt trăng, nhìn về trái đất sẽ trông như thế nào? Liệu trái đất có phát sáng hay không? Hay trái đất có luôn hướng một mặt về phía mặt trăng hay không? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Sở hữu cho mình một bán kính trung bình là 1.737 km, tương đương 27% bán kính của trái đất. Mặt trăng trở thành vệ tinh tự nhiên lớn nhất hệ mặt trời so với kích thước của hành tinh chủ. Còn so với kích thước tổng thể, mặt trăng là vệ tinh có kích thước lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Nằm cách trái đất 384.000 km, mặt trăng mất khoảng 27,32 ngày để hoàn thành một chu kỳ quanh trái đất. Trong chu kỳ này, mặt trăng thay đổi vị trí xung quanh trái đất, do đó ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt trăng theo các góc khác nhau. Tất nhiên, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào, gần như 50% bề mặt của mặt trăng đều được mặt trời chiếu sáng. Nhưng khi nhìn từ trái đất, có thời điểm chúng ta thấy trăng tròn, trăng khuyết và có những thời điểm chúng ta không nhìn thấy mặt trăng, đó được gọi là các pha của mặt trăng. Đây là hình ảnh mô phỏng các pha mặt trăng. Các bạn hãy tưởng tượng mặt trời là cố định chiếu sáng từ bên phải màn hình. Khi đó nhìn từ trái đất, các pha mặt trăng sẽ thay đổi theo từng vị trí của nó quay quanh trái đất. Ở vị trí mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, đó là pha trăng mới. Khi đó nhìn từ trái đất, chúng ta không thể thấy mặt trăng. Tiếp theo là trăng lưỡi liềm đầu tháng, rồi đến trăng bán nguyệt đầu tháng. Sau đó là trăng khuyết đầu tháng. Khi mặt trăng di chuyển đến vị trí đối diện với mặt trời, đó là pha trăng tròn, là thời điểm khi đứng ở trái đất, chúng ta nhìn thấy 50% bề mặt của mặt trăng được mặt trời chiếu sáng. Sau đó, mặt trăng di chuyển đến vị trí trăng khuyết cuối tháng, rồi đến trăng bán nguyệt cuối tháng. Tiếp đến là vị trí trăng lưỡi liềm cuối tháng. Và cuối cùng, nó lại trở về vị trí xuất phát, đó là vị trí trăng mới. Cứ như thế, trong chu kỳ quỹ đạo của mình, mặt trăng luôn thay đổi hình dạng khi nhìn từ trái đất. Và đương nhiên, do mặt trăng bị trái đất khóa thủy triều, nên tất cả những pha mà chúng ta nhìn thấy, đó chỉ là một mặt của mặt trăng mà thôi. Đó là khi quan sát mặt trăng từ trái đất. Nhưng đổi lại, nếu chúng ta có cơ hội đứng trên mặt trăng, quan sát lại trái đất, thì chúng ta sẽ thấy điều gì? Điều này có lẽ Neil Armstrong và các cộng sự trong chương trình Apollo của NASA đã từng đặt chân lên mặt trăng sẽ là những người rõ nhất. Bởi họ là những người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được ngắm nhìn trái đất từ mặt trăng. Vậy họ có thể nhìn thấy những gì? Xin mời các bạn cùng tiếp tục đi tìm hiểu nhé! Nếu bạn có cơ hội đến mặt trăng để quan sát trái đất, việc đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn địa điểm quan sát trái đất. Tất nhiên rồi, bởi vì mặt trăng bị trái đất khóa thủy triều, một mặt luôn hướng về phía trái đất, mặt còn lại hướng ra ngoài. Do đó, bạn cần đứng ở khu vực mặt trăng hướng về phía trái đất thì bạn mới có cơ hội ngắm trái đất từ mặt trăng. Tương tự như mặt trăng, trái đất cũng không tự phát sáng. Do đó, bạn sẽ nhìn thấy trái đất nhờ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời. Khi đó, thay vì một màu vàng thường thấy như mặt trăng, trái đất sẽ hiện lên một màu xanh tuyệt đẹp. Đây là bức ảnh huyền thoại được chụp bởi phi hành đoàn trong sứ mệnh Apollo 8 của NASA. Trong đêm Giáng sinh năm 1968,
Bức ảnh đã được chụp lại bởi phi hành đoàn khi họ đang ở trên tàu vũ trụ bay quanh mặt trăng. Khi đó, trái đất hiện lên giống như một viên ngọc màu xanh khổng lồ trong không gian. Cho đến nay, bức ảnh vẫn được coi là một di sản trong sứ mệnh Apollo của NASA. Nó là bức ảnh đầu tiên chụp tổng thể trái đất khi quan sát từ mặt trăng. Còn đây là mô phỏng của NASA khi chúng ta quan sát trái đất từ cực nam của mặt trăng. Đây là video mô phỏng trong hơn 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, trái đất nhiều lần nhô lên và lặn xuống khi quan sát từ cực nam mặt trăng. Đương nhiên, nếu so sánh về kích thước, khi nhìn từ mặt trăng, trái đất sẽ nhìn to hơn khi chúng ta nhìn mặt trăng từ trái đất. Đây là thời điểm nhật thực khi quan sát trái đất từ cực nam của mặt trăng. Thời điểm đó, trái đất to hơn mặt trời khá nhiều. Nó che phủ hoàn toàn ánh sáng của mặt trời. NASA cho biết thêm, thời điểm khi bạn quan sát nhật thực khi ở trên mặt trăng sẽ là thời điểm trăng tròn khi bạn quan sát mặt trăng từ trái đất. Mặc dù đây là video mô phỏng của NASA, nhưng bằng các tính toán khoa học, nó mô tả rất chi tiết nếu bạn đứng ở cực nam mặt trăng quan sát trái đất. Nếu bạn có cơ hội du lịch mặt trăng trong tương lai, bạn đừng bỏ qua khu vực cực nam để kiểm nghiệm xem những mô phỏng của NASA có giống với thực tế hay không nhé. Do mặt trăng quay quanh trái đất, chính bởi vậy khi quan sát trái đất từ mặt trăng, trái đất cũng xuất hiện các pha. Đây là pha đầy đủ của trái đất. Khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy 50% bề mặt của trái đất khi quan sát từ mặt trăng. Đó cũng có thể gọi là thời điểm trái đất tròn. Lúc này mặt trăng đang nằm giữa trái đất và mặt trời. Tiếp đến là pha 3/4. Thời điểm đó trái đất sẽ bị khuyết một phần khi quan sát từ mặt trăng. Nó tương tự như pha trăng khuyết đầu tháng và trăng khuyết cuối tháng khi quan sát mặt trăng từ trái đất. Còn đây là pha 1/2, tức nhìn từ mặt trăng, chúng ta chỉ quan sát được 1/2 của trái đất. Đây là những hình ảnh mô phỏng pha 1/2 khi quan sát trái đất từ mặt trăng. Tiếp theo là pha lưỡi liềm của trái đất. Lúc này trái đất sẽ xuất hiện giống như một chiếc lưỡi liềm trên bầu trời, cũng tương tự như pha lưỡi liềm của mặt trăng khi quan sát từ trái đất. Và cuối cùng là thời điểm không nhìn thấy trái đất từ mặt trăng. Chúng ta cũng có thể gọi nó là pha trái đất mới. Lúc này trái đất nằm ở giữa mặt trăng và mặt trời. Đứng từ mặt trăng, chúng ta không thể nhìn thấy trái đất ngoại trừ lúc nhật thực khi trái đất che phủ mặt trời. Đó là những gì bạn có thể nhìn thấy trái đất khi đứng trên mặt trăng. Một điều thú vị đó là do mặt trăng không có bầu khí quyển nên khi bạn quan sát ở trên đó, trái đất sẽ hiện ra một cách rõ nét trên nền trời đen. Ngay kể cả là thời điểm ban ngày, bạn cũng có thể nhìn thấy trái đất. Thật là thú vị phải không nào? Hải Yến hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được du lịch lên mặt trăng để có cơ hội tận mắt ngắm nhìn trái đất từ mặt trăng. Đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn. Hy vọng rằng trong tương lai, khi công nghệ khoa học ngày một phát triển, cơ hội du lịch mặt trăng sẽ đến với tất cả chúng ta. Thiên Vương Tinh là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời. Nó cách mặt trời một khoảng cách trung bình là 2,87 tỷ km, tương đương 19,2 đơn vị thiên văn AU, gần mặt trời hơn nhiều so với khoảng cách 30 AU của hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời, đó là Hải Vương Tinh. Nhưng khi đo nhiệt độ bề mặt, các nhà khoa học lại phát hiện ra một nghịch lý. Mặc dù Thiên Vương Tinh ở gần mặt trời hơn, nhưng nhiệt độ của nó lại lạnh hơn Hải Vương Tinh. Nhiệt độ thấp nhất đo được trên Thiên Vương Tinh là khoảng âm 224 độ C. Còn đối với Hải Vương Tinh, nhiệt độ lạnh nhất ghi nhận được là âm 214 độ C. Vậy câu hỏi được đặt ra đó là, tại sao Thiên Vương Tinh gần mặt trời hơn lại có nhiệt độ lạnh hơn? Phải chăng khoảng cách đến mặt trời không phải là yếu tố quyết định đến nhiệt độ của hành tinh? Tất nhiên về mặt lý thuyết, hành tinh càng gần mặt trời, chúng sẽ càng nhận được nhiều nhiệt lượng hơn, khiến hành tinh sẽ ấm hơn. Nhưng ngoài vấn đề đó ra, nhiệt độ của hành tinh còn được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác,
như cấu trúc của hành tinh, bầu khí quyển hay độ nghiêng trục quay, vân vân. Đối với thiên vương tinh, thứ làm cho hành tinh trở nên lạnh lẽo là do thiên vương tinh có một trục quay đặc biệt. Nó khác hoàn toàn so với trục quay của các hành tinh. Độ nghiêng trục quay của thiên vương tinh là 97,77 độ, tức trục quay của nó gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của hệ mặt trời. Chính sự nghiêng trục quay đặc biệt này làm cho thiên vương tinh có sự thay đổi mùa hoàn toàn khác so với các hành tinh. Một cực của hành tinh luôn hướng về phía mặt trời, trong khi đó cực còn lại theo hướng ngược lại. Điều này dẫn đến, ở trên thiên vương tinh, mỗi cực sẽ được mặt trời chiếu sáng liên tục trong 42 năm, sau đó chúng lại nằm trong bóng tối liên tục 42 năm tiếp theo. Do thời gian nằm rất lâu trong bóng tối, cho nên những khu vực này rất lạnh lẽo, bởi vậy thiên vương tinh trở thành hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời. Mặt khác, khi các nhà khoa học đo nội nhiệt của thiên vương tinh, họ nhận thấy một điều kỳ lạ, hành tinh này có thông lượng nhiệt rất thấp. Họ vẫn chưa hiểu tại sao nhiệt độ bên trong của thiên vương tinh lại thấp đến như vậy. Các nhà khoa học đo được, tổng năng lượng mà hành tinh phát ra trong bước sóng hồng ngoại gần như bằng với năng lượng mà hành tinh nhận được từ mặt trời. Trong khi đó, hải vương tinh là một hành tinh tương tự, nó phát ra nhiệt lượng gấp 2,61 lần nhiệt lượng nó hấp thụ từ mặt trời. Cũng chính điều này là tác nhân khiến thiên vương tinh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lý giải về điều này, nhiều nhà khoa học cho rằng có thể trong quá khứ, thiên vương tinh đã từng chịu một tác động và chạm mạnh, có thể là một tảng đá không gian lớn hoặc một tiểu hành tinh cổ đại. Cú va chạm lớn đã lấy đi phần nội nhiệt nguyên thủy của hành tinh, khiến lõi của hành tinh trở nên lạnh lẽo hơn. Một giả thuyết khác lại cho rằng, có thể trên thiên vương tinh có một lớp ngăn chặn nội nhiệt phát ra bên ngoài không gian. Chúng tồn tại trong tầng thượng quyển của hành tinh. Nhưng cho đến nay, các nhà khoa học cũng chưa chắc chắn về giả thuyết nào. Về mặt vật lý, thiên vương tinh và hải vương tinh cũng được gọi là hành tinh khí, nhưng chúng có các thành phần hóa học khác biệt so với hai hành tinh khí khổng lồ, đó là mộc tinh và thổ tinh. Do đó, nhiều khi các nhà khoa học gọi thiên vương tinh và hải vương tinh là hai hành tinh băng khổng lồ. Nhưng về bản chất, nó vẫn là hành tinh khí. Bầu khí quyển của thiên vương tinh cũng giống như bầu khí quyển của mộc tinh. Về cơ bản, chúng chứa chủ yếu là hydro và heli. Ngoài ra, chúng chứa một số hợp chất dễ bay hơi khác như nước, amoni, methan và một lượng nhỏ hydrocarbon. Về kích thước, thiên vương tinh là một hành tinh khổng lồ. Nó có bán kính tại xích đạo là khoảng 25.559 km, gấp khoảng 40 lần bán kính trái đất. Còn về khối lượng, thiên vương tinh nặng gấp khoảng 14,5 lần khối lượng của trái đất. Do đó, nó trở thành hành tinh có bán kính lớn thứ 3 và có khối lượng nặng thứ 4 trong hệ mặt trời. Nằm cách mặt trời một khoảng cách trung bình là 19,2 đơn vị thiên văn AU, tương đương 2,87 tỷ km. Thiên vương tinh có một quỹ đạo rất lâu, hành tinh mất khoảng 30.799 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quanh mặt trời. Tức một năm trên thiên vương tinh, tương đương 84,32 năm trên trái đất. Do đó, để chứng kiến một vòng quay quanh mặt trời của thiên vương tinh, các nhà khoa học cần quan sát cả đời của mình, may ra mới có cơ hội chứng kiến nó hoàn thành một vòng quanh quỹ đạo. Trái ngược với chu kỳ quỹ đạo, chu kỳ tự quay của thiên vương tinh lại khá nhanh. Nó chỉ mất khoảng 17 giờ 14 phút để hoàn thành được một vòng quay quanh trục. Tức chu kỳ tự quay của nó còn nhanh hơn cả chu kỳ tự quay của trái đất. Chính bởi vậy, bên trên khí quyển của hành tinh tồn tại rất nhiều những cơn gió mạnh, chúng thay đổi theo hướng tự quay của hành tinh. Quan sát trên bầu trời đêm, thiên vương tinh cũng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì độ sáng biểu kiến của nó nằm trong khoảng từ 5,9 đến 5,32. Với độ sáng biểu kiến này, nó không phải là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Do đó, nếu bạn muốn quan sát thiên vương tinh, bạn cần nắm rõ vị trí tương đối của hành tinh với trái đất, cũng như đường đi của nó trên bầu trời đêm. Theo ghi chép lịch sử,
Thiên Vương Tinh được phát hiện lần đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 1781 bởi nhà khoa học William Herschel. Lúc đó, ông nghĩ rằng Thiên Vương Tinh là một sao chổi, nhưng cuối cùng nó được xác nhận là hành tinh thứ 7 trong hệ mặt trời. Bao quanh Thiên Vương Tinh cũng có một vành đai hành tinh. Cho đến nay, các nhà khoa học đã đếm được 13 vành đai xung quanh hành tinh này. Chúng chứa chủ yếu là các hạt bụi nhỏ phản xạ ánh sáng rất kém. Vật chất trong các vành đai có thể là phần còn sót lại của một hoặc nhiều vệ tinh bị vỡ ra. Do đó, vành đai này được dự đoán là mới hình thành, chứ không phải được hình thành cùng với Thiên Vương Tinh. Ngoài ra, các nhà khoa học phát hiện, bao quanh Thiên Vương Tinh có 27 vệ tinh tự nhiên, nhưng chúng có kích thước khá nhỏ. Vệ tinh lớn nhất chỉ có bán kính vào khoảng 789 km, chưa bằng 50% bán kính mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Vào năm 1986, tàu vũ trụ liên hành tinh Voyager 2 đã bay lướt qua Thiên Vương Tinh. Đó là lần duy nhất một tàu vũ trụ của con người tiếp cận gần hành tinh. Khi đó, nó bay qua Thiên Vương Tinh ở khoảng cách 81.500 km trước khi tiếp tục bay đến Hải Vương Tinh. Tranh thủ cơ hội hiếm hoi đó, tàu vũ trụ Voyager 2 đã nghiên cứu cấu trúc và thành phần khí quyển của hành tinh. Nghiên cứu về từ trường, đặc điểm trục quay cũng như chụp ảnh các vệ tinh của Thiên Vương Tinh. Cho đến nay đã có một số kế hoạch cho các nhiệm vụ chinh phục Thiên Vương Tinh, nhưng hầu như chúng đều nằm trên giấy. Các nhà khoa học vẫn chưa có những hoạt động cụ thể nào để thực hiện những kế hoạch này. Có lẽ bởi vì Thiên Vương Tinh quá xa, một tàu vũ trụ thông thường phải mất từ 13 đến 20 năm mới có một cuộc hành trình đến đó. Chính bởi vậy, những con tàu muốn đến Thiên Vương Tinh, chúng phải có những nhiệm vụ xa hơn, giống như các nhiệm vụ Voyager của NASA. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ sớm có những kế hoạch gửi những con tàu vũ trụ đến Thiên Vương Tinh để giúp nhân loại có cái nhìn chính xác hơn về hành tinh lạnh nhất hệ mặt trời. Cách đây khoảng 4,6 tỷ năm trước, khi mặt trời được hình thành, các hạt bụi và băng nhỏ đã xuất hiện. Chúng là những sản phẩm còn sót lại sau sự sụp đổ hấp dẫn của đám mây phân tử khổng lồ tạo ra mặt trời sơ sinh. Qua thời gian, chúng va chạm và hợp nhất với nhau. Đến khi kích thước của chúng đủ lớn, lực hấp dẫn đã giúp chúng kết tụ lại với nhau. Cuối cùng, trọng lượng của chúng đủ lớn để tạo ra những khối cầu, trở thành các hành tinh đất đá như chúng ta thấy ngày nay. Đây là giả thuyết hình thành các hành tinh đất đá được phần lớn các nhà khoa học chấp nhận. Họ tin rằng, ở các thế giới xa xôi, các hành tinh đất đá cũng được hình thành theo những cách tương tự. Mới đây, một nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí khoa học ngày 2 tháng 12 năm 2021. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Hành tinh thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức đã phát hiện ra một ngoại hành tinh vô cùng đặc biệt. Nó được đặt tên là GZ-367b. Để tìm ra được ngoại hành tinh này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của vệ tinh khảo sát các ngoại hành tinh TESS của NASA. Trong khi theo dõi ánh sáng của hàng triệu các ngôi sao trên bầu trời, vệ tinh TESS đã tình cờ phát hiện ra một ngôi sao có độ sáng sụt giảm. Hiện tượng này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể một hành tinh đã đi qua phía trước ngôi sao, chặn một phần ánh sáng của ngôi sao đó trước khi ánh sáng đến với kính viễn vọng. Đây còn được gọi là phương pháp quá cảnh, một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để phát hiện các ngoại hành tinh. Khi các nhà khoa học sử dụng các phép đo, kết quả cho thấy ánh sáng của ngôi sao bị mờ đi 0,03%. Điều này cho thấy đây không phải là một hành tinh khổng lồ, mà đó là một hành tinh đất đá nhỏ bé giống trái đất. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các máy đo vận tốc xuyên tâm có độ chính xác cao được gắn trên đài quan sát lớn ở Chile. Thiết bị này được thiết kế đặc biệt nhằm tìm kiếm các ngoại hành tinh căn cứ vào sự thay đổi nhỏ trong bước sóng ánh sáng của sao chủ do lực hấp dẫn của hành tinh gây ra.
hay nó còn được gọi là phương pháp vận tốc xuyên tâm. Sau hơn 100 lần quan sát và ghi nhận các thông số thay đổi, nhóm nghiên cứu kết luận rằng ngoại hành tinh mới được phát hiện không chỉ có kích thước nhỏ mà nó còn rất nhẹ. Kết quả cho thấy, hành tinh GZ367B chỉ có bán kính bằng khoảng 72% bán kính trái đất. Còn về khối lượng, nó chỉ tương đương 55% khối lượng trái đất mà thôi. Chính điều này đã khiến GZ367B trở thành một trong những hành tinh nhẹ nhất được phát hiện. Tuy rằng khối lượng tổng thể rất nhẹ, nhưng mật độ vật chất trên hành tinh lại rất đậm đặc. Kết quả cho thấy nó có mật độ vật chất vào khoảng 8,106 cộng trừ 2,165 gram trên cm khối, đậm đặc hơn rất nhiều so với 5,51 gram trên cm khối của trái đất. Mật độ vật chất của nó tương đương khối lượng riêng của sắt, do đó nhóm nghiên cứu tin rằng GZ367B có thể có một lõi sắt rất lớn, không cân xứng với kích thước của hành tinh. Chỉ có điều này mới khiến hành tinh trở nên đậm đặc như vậy. Các nhà khoa học dự đoán có thể lõi sắt của hành tinh chiếm khoảng 86 cộng trừ 5% thể tích của hành tinh này. Một điều kinh ngạc hơn đó là, trong khi theo dõi ánh sáng của sao chủ, cứ sau khoảng 7,7 giờ, ánh sáng của sao chủ lại mờ đi một chút. Chu kỳ này được lặp lại liên tục và đều đặn. Do đó, GZ367B có một quỹ đạo rất nhanh. Nó chỉ mất 7,7 giờ để hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo. Tức một năm trên GZ367B chỉ tương đương 7,7 giờ trên trái đất mà thôi. Với chu kỳ quỹ đạo này, nó đã trở thành một trong những ngoại hành tinh có quỹ đạo nhanh nhất từng được phát hiện. Đương nhiên, GZ367B không phải là một ứng cử viên tốt để hy vọng vào sự sống. Do quỹ đạo cực nhanh nên hành tinh sẽ ở rất gần sao chủ. Chính bởi vậy, nó bị bức xạ của sao chủ thổi bay. Các nhà khoa học ước tính, ở vị trí quỹ đạo của GZ367B, nó hấp thụ gấp khoảng 500 lần lượng bức xạ mà trái đất hấp thụ từ mặt trời. Do đó, kể cả trong quá khứ, hành tinh đã từng có bầu khí quyển, thì nó đã bị thổi bay vào không gian từ lâu. Nhóm nghiên cứu tin rằng, hành tinh bị khóa chặt bởi sao chủ, giống như cách mặt trăng bị khóa chặt bởi trái đất. Một mặt của nó luôn hướng về sao chủ và bị sao chủ thiêu đốt, mặt còn lại nằm trong bóng tối vĩnh viễn. Khi đo nhiệt độ khu vực ban ngày của hành tinh, kết quả cho ra khoảng 2.700 độ F, tương đương 1.500 độ C, đủ sức làm nóng chảy kim loại sắt trên bề mặt. Do đó, đây được coi như một hành tinh địa ngục, chắc chắn bạn sẽ bị thiêu đốt ngay khi đặt chân lên hành tinh này. Còn với ngôi sao chủ mà hành tinh quay quanh, đây là một sao lùn đỏ với lớp quang phổ loại mờ. Nó được đặt tên là GZ367. Ngôi sao có kích thước khá nhỏ bé. Theo ước tính, bán kính của nó chỉ tương đương 50% bán kính của mặt trời. Và nó nằm cách trái đất khoảng 31 năm ánh sáng, một khoảng cách rất xa với con người. Nhưng xét khoảng cách của các ngôi sao trong vũ trụ thì đây là một khoảng cách khá gần. Với sao lùn đỏ, không những có kích thước nhỏ hơn mặt trời mà chúng còn mát mẻ hơn mặt trời của chúng ta khá nhiều. Nhiệt độ bề mặt của chúng chỉ vào khoảng hơn 3.000 độ C mà thôi. Như chúng ta đã biết, sao lùn đỏ là loại sao chiếm đa số trong dải ngân hà. Thông thường chúng có khối lượng chưa bằng 40% khối lượng mặt trời. Bởi vậy, sao lùn đỏ có nhiệt độ lõi thấp, đồng nghĩa năng lượng mà chúng tỏa ra cũng ít hơn. Nhưng bù lại, sao lùn đỏ lại có tuổi thọ rất lâu. Các nhà khoa học cho rằng, những sao lùn đỏ có khối lượng càng thấp, tuổi thọ của chúng càng cao. Tuổi thọ của chúng có thể kéo dài đến vài chục hoặc vài trăm tỷ năm. Trong khoa học hiện đại, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều những hành tinh quay quanh sao lùn đỏ. Gần trái đất nhất là sao lùn đỏ Proxima Centauri. Nó có đến 2 hành tinh quay quanh. Nhiều người cho rằng, nếu các hành tinh đất đá quay quanh sao lùn đỏ với khoảng cách thích hợp, sự sống có thể tồn tại ở trên đó. Nhưng cũng không ít người cho rằng, xung quanh sao lùn đỏ không thể tồn tại khả năng sinh sống. Chính bởi vậy, khả năng sinh sống của các hành tinh xung quanh sao lùn đỏ vẫn luôn là một đề tài gây nhiều tranh cãi.
đối với những người ủng hộ lý thuyết không có sự sống xung quanh sao Lùn Đỏ, cho rằng: Thứ nhất, để các hành tinh có thể hỗ trợ sự sống quanh sao Lùn Đỏ, chúng phải có quỹ đạo rất gần ngôi sao. Nhưng khi các quỹ đạo gần ngôi sao, thông thường các hành tinh bị khóa thủy triều, tức một mặt luôn là ban ngày, mặt còn lại luôn là ban đêm. Những điều kiện như vậy sẽ khiến sự sống không thể phát triển. Mặt khác, sao Lùn Đỏ lại phát ra đa số là ánh sáng hồng ngoại. Trong khi đó, đa phần các loài thực vật trên trái đất sử dụng phần năng lượng của quang phổ nhìn thấy. Chính bởi vậy, thực vật rất khó phát triển trên các hành tinh lân cận. Một lý do khác quan trọng hơn cả là các sao Lùn Đỏ thường xuyên xuất hiện các vết đen trên bề mặt. Chúng làm giảm lượng phát xạ tới 40% trong nhiều tháng mỗi khi xuất hiện. Những thời điểm khác, chúng lại xuất hiện những trận bùng phát. Trong vài phút, có thể tăng lượng phát xạ lên gấp đôi. Những sự biến đổi đột ngột này khiến các dạng sống kiểu như chúng ta rất khó tồn tại xung quanh sao Lùn Đỏ. Nhưng cũng nhiều nhà khoa học tin rằng, nếu một hành tinh xung quanh sao Lùn Đỏ có một bầu khí quyển đủ tốt, chúng sẽ chống lại được những biến đổi của sao Lùn Đỏ. Nếu bầu khí quyển thích nghi được, thì việc sự sống tồn tại trên các hành tinh đó là điều đương nhiên. Và cho đến nay, những tranh cãi này vẫn chưa có hồi kết. Các bên đều đưa ra những quan điểm để bảo vệ ý kiến của mình. Còn theo các bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng xung quanh sao Lùn Đỏ có thể tồn tại các hành tinh hỗ trợ sự sống hay không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Nằm trong chòm sao Bảo Bình, cách trái đất 40 năm ánh sáng, đó là ngôi sao Lùn Đỏ TRAPPIST-1. Quan sát từ trái đất, ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 18,4, do đó nó quá mờ nhạt, kể cả khi bạn dùng các kính thiên văn nghiệp dư để quan sát. Vì là sao Lùn Đỏ nên nó có kích thước khá nhỏ, bán kính của nó chỉ tương đương 11,9% bán kính của mặt trời mà thôi. Do đó, ngôi sao tỏa ra độ sáng tương đương 0,5% độ sáng của mặt trời. Ngoài ra, ngôi sao cũng rất mát mẻ, nhiệt độ bề mặt của nó chỉ vào khoảng 2.280 độ C, chỉ bằng khoảng 41% nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Chính bởi vậy, đây là một ngôi sao nhỏ và mờ hơn mặt trời của chúng ta khá nhiều. Mặc dù vậy, TRAPPIST-1 tỏ ra không hề kém cạnh khi có đông đảo các hành tinh quay quanh, tương tự như hệ mặt trời. Nếu hệ mặt trời của chúng ta có 8 hoặc cũng có thể là 9 hành tinh, thì xung quanh ngôi sao TRAPPIST-1 yếu ớt cũng có đến 7 hành tinh. Thậm chí chúng đều có cấu tạo từ đất đá, với kích thước bằng hoặc nhỏ hơn trái đất. Chúng được đặt tên lần lượt là TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g và 1h, dựa trên khoảng cách của chúng đến ngôi sao chủ. Trong đó, TRAPPIST-1b là hành tinh gần ngôi sao nhất và TRAPPIST-1h là hành tinh nằm ở vị trí xa nhất. Cả 7 hành tinh được xác nhận vào năm 2016 sau khi các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp quá cảnh. Ngôi sao TRAPPIST-1 không chỉ tự hào về số lượng các hành tinh đất đá giống trái đất mà còn tự hào bởi có nhiều hành tinh có thể sinh sống. Thật vậy, trong số 7 hành tinh này, các nhà khoa học cho rằng phải có ít nhất 3 hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được, tức khu vực xung quanh một ngôi sao, nơi có một nhiệt độ lý tưởng. Nếu hành tinh có một bầu khí quyển phù hợp, nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt, và đó được coi là tiền đề cho sự phát triển của sự sống. 3 hành tinh đó là TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c và TRAPPIST-1e. Còn đối với các hành tinh còn lại, do nằm ở khu vực bên ngoài nên nó khá lạnh để hỗ trợ nước ở dạng lỏng. Cũng không có gì làm lạ khi các hành tinh tiềm năng cho sự sống lại là những hành tinh gần ngôi sao nhất. Bởi ngôi sao mà chúng ta đang nói tới là một ngôi sao Lùn Đỏ khá nhỏ bé và mát mẻ. Có một điều thú vị đó là các hành tinh của hệ thống này có quỹ đạo cộng hưởng. Nghĩa là mặc dù mỗi hành tinh mất một khoảng thời gian khác nhau để hoàn thành một vòng quỹ đạo, các cặp thường gặp lại nhau ở cùng một điểm xuất phát.
Ví dụ, hành tinh Chapit 1b gần ngôi sao nhất hoàn thành 8 vòng quỹ đạo, thì Chapit 1c thực hiện 5 vòng, hành tinh Chapit 1d thực hiện được 4 vòng, và hành tinh Chapit 1e quay được 2 vòng. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học lập luận rằng vũ điệu quỹ đạo đều đặn như vậy là do các hành tinh không bị va đập bởi các tiểu hành tinh trong giai đoạn đầu hình thành khoảng 7 tỷ năm trước. Nếu ở thời điểm đó có sự va chạm mạnh, hệ thống sẽ không thể duy trì quỹ đạo cộng hưởng cho đến ngày nay. Nhà vật lý thiên văn Jean Raymond thuộc Đại học Bordeaux tại Pháp cũng là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng những hành tinh sau khi được hình thành, chúng không bị tấn công dồn dập bởi các thiên thạch hay tiểu hành tinh. Điều đó thật tuyệt. Đó là thông tin thú vị khi chúng ta đang nghĩ về các khía cạnh khác của các hành tinh trong hệ thống." Tuy nhiên, việc không trải qua áp lực của các vụ va chạm mạnh chưa hẳn đã là một tin tốt. Chúng ta biết rằng trái đất đã trải qua nhiều vụ va chạm với các tiểu hành tinh, sao trôi và thiên thạch trong suốt quá trình hình thành. Những cuộc đụng độ ấy, ngoài việc để lại những vết sẹo trên bề mặt, nó còn mang lại cho trái đất rất nhiều các nguyên tố hóa học quan trọng, đặc biệt là nước. Nguồn nước sớm nhất trên trái đất có thể đến từ gió mặt trời và các tảng đá không gian. Còn vụ va chạm giữa trái đất và vật thể cỡ hỏa tinh, hành tinh giả thuyết Theia tạo ra mặt trăng, được cho là đã cung cấp phần lớn carbon và nitơ hiện tại của trái đất. Như chúng ta đã biết, nước và carbon là hai điều kiện tiên quyết cho sự sống tồn tại. Chính bởi vậy, những vụ va đập mạnh trong quá khứ của trái đất lại là tiền đề cho sự sống phát triển. Vậy nếu hệ hành tinh Chapit không trải qua quá trình va đập như vậy, thì quá trình nào mang nước đến các hành tinh này? Đó là một câu hỏi khó khi chúng ta chưa biết nhiều về thành phần hóa học của hệ Chapit 1. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc chắn, đó là các hành tinh này đã hình thành rất sớm và rất nhanh, có thể trong khoảng 1/10 thời gian trái đất của chúng ta hình thành. Vì vậy có thể có một sự khác biệt hoàn toàn so với sự hình thành của trái đất. Nước có thể đã xuất hiện ngay từ đầu. Những hành tinh này cũng có thể đã được hình thành từ vật chất chứa nhiều hydro hơn. Do đó nó có nhiều nước hơn, ngay cả khi không có các tác động của sao trổi hoặc thiên thạch. Kể từ khi phát hiện năm 2016, hệ mặt trời Chapit 1 trở thành hệ hành tinh đầu tiên được hy vọng có sự sống giống trái đất. Sự phong phú của các hành tinh đất đá, kích thước tương đồng trái đất, cùng với sự tồn tại của nước lỏng và quỹ đạo cộng hưởng ổn định là những yếu tố ban đầu để người ta có thể đặt cược vào một hệ mặt trời thứ hai có sự sống. Mặc dù trên thực tế, việc có hay không sự sống xung quanh một sao lùn đỏ vẫn còn nhiều tranh cãi. Và cuối cùng, các nhà khoa học hy vọng sẽ giải mã được câu đố liệu có thể có sự sống trên bất kỳ hành tinh nào của Chapit 1 hay không. Nhắc đến tiểu hành tinh, rất nhiều khán giả thân thuộc của Tốt Thú Vị sẽ không còn cảm thấy xa lạ, thậm chí có thể miêu tả chính xác về nó. Tiểu hành tinh hay hành tinh nhỏ là các vật thể trôi nổi bên trong hoặc bên ngoài hệ mặt trời. Chúng có quỹ đạo giống các hành tinh nên được gọi là tiểu hành tinh. Ở trong hệ mặt trời, các tiểu hành tinh được tập trung chủ yếu ở vành đai các tiểu hành tinh nằm ở giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Sở dĩ chúng được tập trung đông đảo ở khu vực này bởi sự hợp nhất của các tiểu hành tinh thành hành tinh trong khu vực đó không thể diễn ra do những ảnh hưởng hấp dẫn to lớn của mộc tinh khiến các tiểu hành tinh bị mắc kẹt trong quỹ đạo khu vực này. Về cấu tạo, thông thường tiểu hành tinh có cấu tạo chủ yếu bởi đất đá. Thì thoảng có những tiểu hành tinh có cấu tạo hoàn toàn từ kim loại, thậm chí chúng chứa rất nhiều kim loại quý hiếm. Mới đây, NASA cho biết, một tiểu hành tinh kim loại sẽ có cuộc chạm trán gần trái đất vào cuối tuần này. Đó là tiểu hành tinh 4660 Nereus. Tên gọi của tiểu hành tinh được đặt theo tên của thần biển Hy Lạp Nereus, con trai của Gaia, vị thần hiện thân của trái đất.
theo Arteran, một cơ sở dữ liệu theo dõi 600.000 tiểu hành tinh trong hệ mặt trời, cho biết tiểu hành tinh 4660 Neros là một tiểu hành tinh kim loại, có cấu tạo chủ yếu là sắt, niken và coban. Ước tính ban đầu của tiểu hành tinh có trị giá 4,71 tỷ đô. Do đó, nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn cho các kế hoạch khai thác trong tương lai. Vì thế, khi NASA công bố thông tin về tiểu hành tinh sắp tiếp cận trái đất, nó nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học và các nhà kinh tế không gian. Theo ước tính, tiểu hành tinh 4660 Neros có chiều dài khoảng 330 mét. Bạn có thể hình dung nó cao hơn tòa tháp Eiffel của Pháp khoảng 60 mét. Còn nếu bạn muốn so sánh nó với chiều dài của một sân bóng đá, thì nó gấp khoảng hơn 3 lần. Đương nhiên, với kích thước này, khi nó tiếp cận gần trái đất, nó sẽ được phân loại là các vật thể nguy hiểm tiềm tàng cho trái đất. Cụ thể, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tiểu hành tinh sẽ có cuộc chạm trán gần trái đất nhất. Ở thời điểm đó, nó sẽ bay với vận tốc kinh hoàng khoảng 23.700 km trên giờ, tương đương 6,6 km trên giây, gấp khoảng 19 lần vận tốc âm thanh trong môi trường tiêu chuẩn. Bạn thử tưởng tượng xem, với một khối kim loại có kích thước 330 mét bay với vận tốc nhanh như vậy, nếu chẳng may nó lao vào trái đất thì hậu quả sẽ kinh hoàng như thế nào. Nhưng thật may khi biết rằng, ở thời điểm tiếp cận gần trái đất nhất, tiểu hành tinh vẫn nằm trong phạm vi an toàn với trái đất, chắc chắn không xảy ra va chạm với hành tinh của chúng ta. NASA cho biết thêm, lần ghé thăm tới đây là chuyến tiếp cận gần nhất của tiểu hành tinh trong suốt 20 năm qua. Vào ngày 11 tháng 12 tới, nó sẽ bay sượt qua trái đất ở khoảng cách 3,86 triệu km, gấp khoảng 10 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Tuy rằng đây là một khoảng cách rất xa với con người, nhưng xét các vật thể thiên văn, nó là một khoảng cách cực gần, do đó nó cần được theo dõi một cách sát sao nhất. Ngoài việc theo dõi quỹ đạo bay và xác định xem liệu tảng đá không gian khổng lồ này có gây nguy hiểm cho trái đất hay không, 4660 Neros cũng là mục tiêu tiềm năng cho việc khai thác khoáng sản không gian trong tương lai. Người ta ước tính trữ lượng niken, sắt và coban của tiểu hành tinh có giá trị lên tới 4,71 tỷ đô. Do đó, lần ghé thăm tới đây của tiểu hành tinh, chắc chắn các nhà khoa học sẽ không bỏ lỡ cơ hội để quan sát và phân tích những thông số về tiểu hành tinh này. Có thể trong tương lai, phương án lai dắt tiểu hành tinh về gần trái đất để khai thác sẽ là một phương án tối ưu. Các nhà khoa học cho biết, 4660 Neros được phát hiện lần đầu vào năm 1982. Nó có chu kỳ quỹ đạo quanh mặt trời khoảng 1,82 năm. Chính bởi vậy, cứ sau khoảng 10 năm, quỹ đạo của tiểu hành tinh lại đưa nó đến gần trái đất một lần. Chính vì sự thường xuyên tiếp cận gần trái đất, nên NASA và cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA đã từng cân nhắc việc thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh này bằng tàu vũ trụ Hayabusa của Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học đã tìm thấy một tiểu hành tinh khác hấp dẫn hơn, khiến nhiệm vụ lấy mẫu vật trên 4660 Neros bị bỏ ngỏ. NASA dự đoán rằng, sau lần tiếp cận lần này, Neros sẽ có cuộc tiếp cận gần trái đất tiếp theo vào ngày 2 tháng 3 năm 2031, sau đó là ngày 14 tháng 2 năm 2060. Ở thời điểm đó, Neros sẽ có cuộc chạm trán gần hơn, khi đó nó chỉ cách trái đất khoảng 1,2 triệu km mà thôi, tức gấp khoảng 3,1 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Đương nhiên, đó vẫn là một khoảng cách an toàn với trái đất. Chính bởi vậy, trong tương lai gần, tiểu hành tinh không gây nguy hại gì cho trái đất. Nếu con người muốn khai thác tiểu hành tinh trong tương lai, có thể hay mốc thời gian năm 2031 hoặc 2060 là hai mốc thời gian gần nhất. Nếu muốn làm được điều đó, họ cần tận dụng cơ hội tiếp cận gần trái đất lần này của tiểu hành tinh để quan sát, phân tích cũng như đánh giá lại chính xác giá trị của tiểu hành tinh mang lại. Trong việc phòng thủ hành tinh, NASA đã phân loại mọi thiên thể bay tới trái đất trong phạm vi 193 triệu km đều được coi là vật thể gần trái đất.
Còn với những vật thể chuyển động nhanh và có phạm vi tiếp cận dưới 7,5 triệu km, được coi là những vật thể có khả năng gây nguy hiểm tiềm tàng. Sau khi phân loại, các nhà khoa học của NASA sẽ đánh giá quỹ đạo và giám sát chặt chẽ các vật thể có khả năng gây nguy hiểm tiềm tàng để đưa ra những phương án kịp thời nếu các vật thể đó lao vào trái đất. NASA cho biết thêm, sẽ không có vụ va chạm lớn nào xảy ra trong vòng 100 năm tới nếu vũ trụ không có sự xáo trộn lớn. Ngoài NASA, các tổ chức vũ trụ khác trên thế giới cũng đang nghiên cứu và đưa ra những phương án đánh chặn khi một tiểu hành tinh có kích thước lớn lao vào trái đất. Mới đây nhất, vào ngày 23 tháng 11 năm 2021, NASA đã phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm làm chệch hướng tiểu hành tinh. Nhiệm vụ được mang tên là DAS. Tàu vũ trụ sẽ bay trong khoảng 10 tháng để tiếp cận cặp tiểu hành tinh Deimos. Khi tới nơi, tàu vũ trụ nặng 550 kg sẽ bay quanh mặt trăng có kích thước 160m của Deimos. Sau đó, thực hiện hành động tự sát lao vào bề mặt của mặt trăng. Cú va chạm sẽ tạo ra một lực mà các nhà khoa học tin rằng nó sẽ làm thay đổi 1% chuyển động của mặt trăng Deimos. Và đó sẽ là bản lề cho kế hoạch làm chệch hướng tiểu hành tinh trong tương lai. Ngoài NASA của Mỹ, thì Trung Quốc cũng đang lập kế hoạch cho một nhiệm vụ tương tự. Cụ thể, các nhà khoa học của Trung Quốc đề xuất bắn 23 tên lửa Trường Chinh 5 vào tiểu hành tinh Bennu để làm nó chuyển hướng, tránh khỏi nguy cơ va chạm mạnh với trái đất trong tương lai. Hy vọng rằng tất cả những nhiệm vụ thử nghiệm của các nhà khoa học sẽ thành công, để trái đất luôn được an toàn trước những mối đe dọa tiềm ẩn bên ngoài không gian được mang tên tiểu hành tinh. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá bí ẩn tiểu hành tinh trị giá 4,71 tỷ USD 4660 Neros. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Top Thú Vị. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!